Xin chào tất cả các anh em. Thì như anh em cũng đã biết, Nhật Cục Đẩy 4 kênh hàng chính hãng, lưới Aquatic 9004XS. Tất cả đều sản phẩm chính hãng và anh em có thể quét mã vạch để được bảo hành điện tử anh em nhé. Giá của nó thì cũng công khai tới tất cả anh em, 8.300.000 đồng bao ship, và công suất của nó đưa ra trên một kênh đó là 900W trên một kênh. Lưu ý với anh em đó là công suất chuẩn, công suất thực ở chế độ 8 ohm anh em nhé, 900W trên một kênh. Và anh em cũng đã biết được, bên em cũng đã mở nội thất cho anh em cùng thấy những cái nội thất rất là chất lượng và linh kiện đều là linh kiện chính hãng và rất là xịn sò anh em nhé. Thì với 900W này thì anh em có thể đánh được những loa gì và đánh như thế nào, thì hôm nay em sẽ test thử công lực của những cục đẩy LX 9004 này. Thì với những cục đẩy này thì anh em có thể đánh được một kênh anh em nhé, có thể đánh được một đôi bát 40 từ 190 coi 76, hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một cặp bát 30 từ 220 côn 100, rất dư giả công suất cho anh em. Hoặc một kênh anh em có thể đánh súp đơn 50 từ 22 côn 100, hoặc chập bờ rít anh em nhé, anh em có thể đánh được súp kép từ 220 côn 100. Bên em đã đánh được rất nhiều các thể loại đấy rồi, đã thử rất nhiều công trình lắp đặt rồi, nên anh em yên tâm và anh em sử dụng. Hai kênh có thể chập súp kép, có thể đánh được súp kép anh em nhé, chập bờ rít đánh súp kép này. Một kênh có thể đánh được một quả súp đơn 50 từ 220 côn 100, hoặc một cặp bát 40 từ 190 coi 76, hoặc một cặp bát 30 từ 220 côn 100. Anh em có thể thấy được cái chất lượng của những cục đẩy này và công lực của nó khỏe như nào anh em nhé. Thì hôm nay ở đây em có test đó là với những cặp loa bát 40 lấy TVK15, sử dụng bát 40 từ 190 coi 76 và check là check 750, và cùng cho anh em xem cái sự đấu dây của bên em. Anh em có thể thấy đây sẽ là một cái dây tín hiệu đầu vào anh em nhé, dây tín hiệu đầu vào kia anh em có thể nhìn thấy đó là một dây loa, và bên em sẽ lối đến một loa này và sẽ link từ loa bên này sang loa bên kia anh em nhé. Link loa thì anh em có thể nhìn thấy đó là một sợi dây này, và nhạc vào tín hiệu dây loa vào sẽ là dây này anh em nhé, trực quan trực tiếp cho anh em để anh em thấy được là bên em sẽ link loa từ loa này sang loa kia anh em nhé, để anh em thấy được cái công lực của những cặp loa này và những cục đẩy. Và tín hiệu nhạc thì anh em có thể nhìn thấy đang sử dụng có một kênh và một dây này đang bỏ thừa anh em nhé, một dây đang bỏ thừa và đánh chỉ một kênh A, và từ kênh A sẽ đấu ra loa và linh loa anh em nhé, chạy quạt rất man máy cho anh em, chạy rất là man máy đấy. Anh em có thể nhìn thấy đây đấy, trực quan trực tiếp cho anh em, tất cả anh em một kênh anh em nhé, sử dụng một kênh này, anh em có thể thấy đèn nháy, và kênh A không đèn nháy này, kênh ba cũng không có đèn nháy này, kênh 4 không có đèn nháy anh em nhé, chỉ sử dụng đó là một kênh một thôi, một kênh đánh một cặp bát 40 từ 190 coi 76, thử công lực cho tất cả anh em để anh em có thể thấy được cái độ khủng khiếp và bạo lực của những cục đẩy này của bên em, rất là chất lượng tới tất cả anh em nhé, rất là chất lượng. Và sẽ thử bằng những bản nhạc remix để anh em tạo áp lực cho nó, tạo áp lực tiếng bass cho nó để anh em thấy được cái chất lượng của anh như nào. Mời anh em cùng đeo tai nghe, bên em sẽ thử anh em nhá. Một kênh đánh một cặp bass 30, một cặp bass 40. Một kênh đánh một cặp, anh em có thể nhìn thấy bắt đầu lên nhạc, đèn bắt đầu nháy mạnh rồi anh em nhá, tạo áp lực cho anh em để anh em có thể thấy tiếng bát nó đánh rất là lực và tiếng check nó đánh sáng tiếng anh em nhá, anh em có thể nhìn nghe tiếng bát nó không bị vỡ tiếng mà tiếng bát nó rất là tròn đầy. Rất bạo lực. Và bên em đã thử rồi anh em nhé, đã thử những công trình karaoke gia đình, là bên em sẽ lắp đặt đó là hai kênh CD sẽ đánh cho chiếc súp kép anh em nhé, hai kênh CD sẽ đánh cho súp kép 50 từ 220 côn 100 lấy TVK218 này của bên em rồi, đã từng lắp đặt cho tất cả anh em rồi, đánh rất bạo lực và mát máy luôn anh em nhé, từ 220 côn 100.
Với cục đẩy này chỉ với giá nó là 8.300.000 đồng, bao ship toàn quốc tới tất cả anh em. Và nó là hàng chính hãng nên anh em yên tâm và sử dụng. Tất cả đều sử dụng, nó là linh kiện chính hãng và chạy mạch class H. Xo của nó sẽ sử dụng xo, nó là xo NGWK tiếng sáng. Và nguồn của nó rất lớn anh em nhé. Nguồn sẽ là nguồn 3 nguồn đồng và rất lớn. Nguồn của nó thì bán kính, đường kính tầm khoảng 20-21cm, rất là lớn cho anh em. Và nó là nguồn đồng. Sử dụng đó là 16 tung và 64 xo NGWK để anh em có thể biết được. Để xem về cái nội thất của những cục đẩy lưới 9004 này thì anh em có thể gõ lưới 9004XS Xuân Tuấn Audio là anh em có thể xem được cái video bên em đã mở nội thất và cho anh em thấy được cái linh kiện bên trong nó xịn sò và đáng tiền như thế nào anh em nhé. Tất cả đều hàng chính hãng nên anh em yên tâm mà sử dụng. Với những con đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy mặt đằng sau của nó thì nó đều hỗ trợ, đó là rắc gài hoặc là rắc Newtrik để anh em có thể sử dụng. Và đầu vào thì có đầu input và đều có cổng linh ra anh em nhé. Có độ nhạy đầu vào CCTV và các cái cầu đánh stel, panel và bridge để anh em có thể sử dụng. Sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt anh em nhé. 4 quạt tản nhiệt thì nó rất là mát máy cho tất cả anh em. Thì hôm nay em có thử trực tiếp cho anh em thấy được cái công lực của những cục đẩy 9004 này của bên em. Một kênh có thể đánh được một cặp bát 40 từ 190 qua 76, rất là nhẹ nhàng và rất là mát máy anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.